Giàu nhờ bán than. Ngày xưa, có một người đốt than nghèo khổ sống trong núi. Mỗi lần lên núi đốt than, anh đều không quên cầu nguyện ở miếu thờ thần núi. Cảm ơn thần núi đã phù hộ cho mình. Than của anh cháy rất tốt, nên khi anh xuống núi bán than, mọi người đều chờ mua than của anh. Trong làng ấy, cũng có một phú ông giàu có. Ông ta yêu tiền hơn hết thảy, lúc nào cũng chỉ muốn tiền vào túi mình mà không muốn tiền ra khỏi túi chút nào. Này anh kia, mang mấy sọt rau này về nhà cho ta nha. Dạ vâng thưa ông, nhưng lần trước ông vẫn chưa trả tiền rau cho tôi. Anh đang nói ta quỵt tiền rau của anh đấy hả? Giàu có như ta không bao giờ làm mấy trò đấy. Cứ mang sọt rau này về nhà ta, rồi ta tính trả luôn cả thể. Không biết đến bao giờ mình mới đổi được tiền đây. Đây anh kia, hôm nay lại xuống chợ đấy à. Chúc mùa mai bán đắt nhé. Cảm ơn ông. Mà ông ơi, tiền than của tôi... Than hôm kia tôi mua của anh á, không cháy được, làm hỏng hết đồ ăn nhà tôi. Tôi chưa bắt đền anh là mai chứ, ở đây mà đòi tiền. Ông ta thật quá đáng, không muốn trả tiền nên nói thế đấy. Không biết làm sao với những người như ông ta nữa. Bà ơi, bà có nhà không ạ? Bà ơi! Cậu bán than đây à? Sao cậu biết nhà tôi mà tìm đến? Dạ, cháu hỏi mấy cô bác ở chợ, họ chỉ cháu qua đây. Bà ốm đấy ư? Bệnh tuổi già ấy mà cậu. Ấm hơn rồi phải không ạ? Mấy ngày nay phải lo tiền thuốc than nhiều quá, giờ tôi không đủ tiền trả cho cậu nữa rồi. Bà đừng có lo, cháu cứ để than ở đây cho bà đốt, có đáng bao nhiêu tiền đâu. Sắp tới trời lạnh hơn, bà nhớ sưởi ấm thường xuyên ạ. Dạ, bà cầm ít tiền, mua gì ngon ngon mà ăn nha. Cảm ơn cậu, cầu mong các vị thần sẽ phù hộ cho cậu. Anh bán than làm việc rất chăm chỉ, nhưng anh vẫn nghèo vì anh thường mang than cho những người khốn khổ mà không lấy đồng tiền nào. Nhưng chẳng bao giờ anh phàn nàn. Đêm đến, sau một ngày làm việc mệt nhọc, anh đánh một giấc thật ngon lành. Trong khi đó, phú ông giàu có chẳng bao giờ ngủ ngon. Ông ta luôn tính toán làm sao để có thật nhiều tiền. Có tiền rồi thì ông ta lại lo cất giữ sao cho thật kỹ. Mỗi tối, ông ta bí mật đến kho để đếm tiền. Ông ta luôn đếm cẩn thận từng đồng. 97, 98, 99. Hả? Thiếu một đồng. Đếm đi đếm lại vẫn thiếu đi một đồng. Một đồng đã đi đâu chứ? Lẽ nào có tên trộm đã đột nhập vào đây và lấy đi từng đồng để không bị phát hiện hả? Hay được rồi, tối mai hắn sẽ đến nữa cho mà xem. Mình sẽ theo dõi và bắt tên trộm đó ngay. Không thể để tiền của mình bị thất thoát dù chỉ là một đồng đi nữa. Mình nấp sẵn ở đây đợi tên trộm. Mày đừng hòng thoát được khỏi tay ta. Hả? Có tiếng động. Tôi đi đây, tôi phát ngáy vì mãi ở trong nhà kho này. Cậu định đi đâu hả? Tôi cũng chưa biết nữa, nhưng hôm qua đồng năm yên đã đi trót lọt rồi. Tôi cũng đi luôn đây. Tôi không chịu nổi nơi tối tăm này nữa. Tôi cũng không chịu nổi nữa. Chúng ta ở đây bao năm rồi, chẳng bao giờ được ra ngoài. Phú ông cắt giáo chúng ta chẳng bao giờ dùng đến. Cứ thế này, chúng ta sẽ mãi vô dụng ở đây mà thôi. Tiền chỉ có ít nếu được dùng đến. Chúng ta hãy đi ra khỏi đây và đến nơi nào người ta dùng đến chúng ta đi. Ôi trời ơi, không được đi. Các ngươi là của ta. Ta không cho phép đồng tiền nào được ra khỏi kho của ta cả. Ôi trời ơi, dừng lại. Các ngươi là tiền của ta. Các ngươi không được đi. Đi thôi, đi nhanh thôi các bạn ơi. Chúng ta tự do rồi. Ôi trời ơi, tiền của ta. Ta tích cóp bao năm mà mất tất cả chỉ trong một đêm. Giờ đã thoát khỏi nhà kho tâm tối rồi, chúng ta sẽ đi đâu đây? Đi đâu bây giờ nhỉ? Đi đâu để được người ta dùng đến đây? À, tôi nghe mấy chú chuột kể trên núi có anh chàng bán than rất biết dùng tiền. Anh ta dùng tiền để làm gì? Anh ta dùng tiền để giúp những người nghèo khổ.
Ồ, nếu được anh ta dùng đến thì sẽ thật có ích đấy. Chúng ta đến nhà anh ta thôi. Những đồng tiền vàng quyết định sẽ đến túp lều của người bán than. Hả? Trời sáng rồi ư? Trời ơi, cái gì thế này? Tiền vàng ở đâu mà nhiều thế này chứ? Hẳn đây là quà tặng của thần núi dành cho mình. Mình sẽ chia sẻ món quà này với mọi người. Anh gùi những đồng tiền vàng xuống núi và bí mật giúp đỡ những người nghèo khổ. Mỗi lần đến tay một người cần chúng, những đồng tiền lại kêu keng keng đầy phấn khởi. Còn anh bán than, anh vẫn tiếp tục lên núi đốn cây và đốt than. Khi xuống núi bán than, được mọi người khen than cháy tốt, anh rất vui. Mỗi ngày trôi qua, anh đều thấy mình đã sống thật có ích. Con đường tử thần. Xưa kia, ở Ấn Độ, có một vùng đất đai cằn cỗi, không thể trồng nổi loại cây gì. Cuộc sống của người dân vô cùng khốn khổ. Đất đai chó ăn đá gà ăn sỏi, chẳng giúp ích được gì cả, thêm bực vào thân. Đau quá. Trời ơi, cái lớp xe cũ hại mình rồi. Anh có sao không? Ôi trời ơi, máu chảy nhiều quá. Mau lên xe, tôi đưa anh đi băng bó vết thương. Tôi không đi được, còn hàng hóa nữa. Ôi trời ơi, đến lúc này còn nghĩ đến hàng sao? Băng bó xong quay lại lấy cũng được mà. Hả? Trong chum vải này là cái gì nhỉ? Dạ, ngon quá. Thì ra là xe chở cà ri đậu. No thật. Chắc chủ xe chưa thể quay lại kịp. Gia đình ta và cả thôn này đang đói kém, phải giúp họ có cái ăn mới được. May quá, đang lúc đói khát tự nhiên có đồ ăn. Nhanh lên, chúng ta phải khuân hết số cà ri đậu này về trước khi họ quay lại. Nhờ có Hamid nhanh trí mà mấy ngày liền nhà ta đều có cái ăn ngon. Ở gần núi thì nhờ núi, gần nước thì nhờ nước mà kiếm cái ăn. Tôi tính rồi, chúng ta có thể kiếm ăn từ những xe chở hàng qua đây. Ngày ngày túc trực xem xe nào gặp sự cố mà thu hoạch. Đúng rồi, thế mà từ lâu chẳng nghĩ ra. Nhìn kìa, có xe đến. Anh Amit, sắp hết ngày rồi mà chẳng có xe nào gặp sự cố cả. Bực thiệt á. Không xe nào gặp sự cố thì phải làm cho nó gặp sự cố. Đêm nay chúng ta hãy đào khoét mặt đường, tạo ra nhiều hầm hố hơn nữa. Nếu cần thiết thì rải đinh nhọn khắp nơi. Đây là con đường độc đạo ra thị trấn, các lái xe không thể chọn con đường khác. Trời ơi, vừa hôm qua không đến nỗi nào, sao hôm nay lắm hầm hố thế? Đó, đào hầm hố khiến xe không gặp sự cố thì cũng phải đi chậm rì, thu hoạch thật dễ dàng. Dần dần, Amit và đám thanh niên ăn trộm một cách công khai. Con đường thô sơ cạnh ngôi làng nhỏ trở thành cung đường tử thần của cánh lái xe. Bắt lấy bọn chúng, lộng hành trộm cướp quá rồi. Bắt lấy chúng. Cảnh sát đã chú ý rồi, ta phải đề cao cảnh giác và làm việc chuyên nghiệp hơn. Phải có một đội chuyên canh gác và báo động, đội còn lại yên tâm thu hoạch. Nhất trí, Amit đúng là thông minh thiệt. Nhanh lên, chạy đi thôi, cảnh sát đang đến rồi kìa. Bọn chúng hoạt động có tổ chức và rất tinh vi. Hơn nữa, đây là địa bàn của họ, lực lượng của ta lại quá mỏng, làm sao bắt giữ được chứ. Ôi, có chuyện gì thế này? Đã mấy ngày rồi mới gặp một con mồi, nhanh tay lên. Xin đừng lấy hàng của tôi, làm ơn đi, tôi sẽ bị ông chủ phạt đó. Đó là việc của ngươi, bọn ta lo thân mình không nổi đây. Xin đừng lấy hàng của tôi mà. Mau biến ra. Trời ơi, chuyến hàng đầu tiên của tôi. Một bao bột mì này nhà tôi ăn được cả tháng đó. Đó là bột sản xuất công nghiệp axit boric, cứ ăn vào cho đáng đời lũ cướp bóc, làm ác thì phải trả giá thôi. Nếu con gặp người nào làm điều ác với con, hãy giúp họ trở thành lương thiện. Muốn vậy, con phải dùng tình thương. Tình thương sẽ thức tỉnh được thiện tâm của họ, khiến họ từ bỏ được ác niệm. Không được, lỡ họ ăn phải bột đó thì chết. Đây rồi, chạy theo con đường của bột trắng sẽ tới. Hôm nay thu hoạch khá lắm, mỗi đứa một bao bột mì về đi. Anh Amit, con đói quá, em vừa lấy chút bột nấu tạm cho con ăn đây. Dừng lại. Nè,
Người làm gì thế? Ta cho một trận bây giờ. Đúng đó, cho nó một trận đi. Xin các anh, đó là bột axit boric có độc tố, chỉ dùng để sát trùng hoặc làm thuốc trừ sâu, ăn vào sẽ chết người đó. Bọn ta tuy không có học hành gì, nhưng không dễ bị dọa như vậy đâu. Mau phát bột về đi. Số bột ấy không trả cho tôi cũng không sao, nhưng xin các vị ngàn vạn lần không được ăn đâu. Ngươi phiền phức quá rồi đấy. Tránh ra. Nói thế nào các anh cũng không tin. Để biết thật hay không, các anh thử mang bột này cho gà ăn đi. Amit, thử đi cho nó đỡ lằng nhằng. Nhanh, chúng tôi còn về nữa, đói quá rồi. Ta sẽ thử. Nếu người lừa bọn ta thì không sống đâu. Dạ, được được. Nếu tôi nói sai, tùy các anh xử lý. Hả? Cảm ơn anh. Suýt chút nữa thì con tôi và cả thôn này đã mất mạng rồi. Chúng tôi đã cướp hàng hóa của anh, nhưng thay vì oán hận, anh đã làm mọi việc để cứu chúng tôi. Chúng tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ. Tôi cũng tức giận định để mặt các anh, nhưng tôi không đành lòng nhìn mọi người phải mất mạng. Không ai làm sao là mừng rồi. Hy vọng các anh chăm chỉ làm ăn, không trộm cắp nữa. Chào các anh, hẹn lần sau gặp lại. Tạm biệt anh nha, ân nhân. Chúng ta còn mặt mũi nào tiếp tục thủ đoạn hại người này nữa chứ. Từ nay hãy chăm chỉ làm ăn thôi. Con đường qua thôn nhỏ đã thanh bình trở lại. Sự cai quản của đội cảnh sát chưa mang lại hiệu quả, nhưng tấm lòng thiện lương của người lái xe lại thay đổi tất cả. Chỉ cần mỗi người giảm bớt hận thù và cho đi một chút yêu thương thì mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn. Chiếc áo cũ. Vậy là đã được hơn 15 năm kể từ ngày mình bỏ hai cha con tôi ra đi. Từ đó đến nay, tôi cố gắng ở vậy một mình gà trống nuôi con. Nhớ lại chuỗi ngày đó, cũng cực khổ lắm mình à. Con ăn đi, lấy sức mà học. Sau này con lớn, nhất định con sẽ thành đạt và kiếm được nhiều tiền để ba đỡ khổ ba nha. Thằng quỷ này. Ba nghe nè con. Ba à, đợt này con có mặt trong danh sách khen thưởng những sinh viên có thành tích học tập xuất sắc nhất trong trường đại học đó ba. Ôi trời ơi, ba rất tự hào vì con. Bao giờ trường tổ chức khen thưởng, ba lên tham dự được không? Dạ, ở trên này con tự lo được mà. Ba ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe nha ba. Ba biết rồi, không phải lo cho ba. Ôi trời ơi, tội nghiệp thằng bé. Từ trước đến nay tôi bận tối tăm mặt mũi, chẳng thể đi dự buổi họp nào ở trường của con hết. Chắc thằng bé thương tôi đường xa xa xôi, không lên được đây mà. Bác ơi. Vâng, có chuyện gì vậy chị? Chắc bác vội quá nên mặc quần áo trái rồi kìa. Trong nhà ga có nhà vệ sinh ở đằng kia kìa. Tàu chưa có chạy, bác đi thay đi vẫn còn kịp đó bác. Vâng, cảm ơn chị. Chị cứ để mặc tôi. Chẳng lẽ mốt năm nay là áo trái lại thịnh hành? Đấy, tôi đã bảo với bác rồi. Người đâu mà gàn dở thế chứ. Ôi trời ơi. Xin lỗi bác. Vâng, không sao, là lỗi của tôi mà. Bác à, vừa nãy cháu va phải bác, bác có sao không ạ? Tôi không sao, may có anh nhặt giúp tôi số hoa quả này, không thì hỏng hết. Bác à, bác lên thành phố thăm họ hàng phải không ạ? Vâng, tôi lên dự lễ trao thưởng ở trường đại học thằng bé nhà tôi. Hôm nay nó được đón danh hiệu sinh viên xuất sắc toàn diện đấy. Nhưng bác ơi, giữa buổi lễ trang trọng đó, có lẽ bác không để ý bộ quần áo của bác. Nhưng cậu cứ mặc tôi, đó là tôi cố ý đó.
cố ý mặc quần áo trái ư? Chẳng dâu gì cháu, ở nhà bác có mỗi bộ quần áo này là tử tế. Bác mặc quần áo trái trên đường đi, khi nào tới gặp con thì mới lộn ra mặc lại. Như thế trang phục sẽ luôn được sạch sẽ tinh tươm. Bác lên thăm nó, không thể để cho em nó khó chịu, xấu hổ được. Nhưng mọi người ai ai cũng nhìn rồi chỉ trỏ, bác không cảm thấy khó chịu sao ạ? Chuyện nhỏ ấy mà, bộ quần áo này bác mua từ khi con trai đổ cấp 3 trường chuyên ở trên huyện. Trước đây, mỗi lần lên huyện thăm con, bác vẫn mặc trái nó suốt quãng đường đi, để xuất hiện với bộ dạng tươm tất nhất trước mặt con, nên nó cũng quen rồi. Bác à, thì ra câu chuyện ẩn đằng sau bộ quần áo trái lại xúc động đến vậy. Thôi chào cháu, bác đi đây. Vâng, chào bác. Đúng là điểm xe buýt này gần trường của con rồi. Mình phải tìm quanh đây xem có nhà vệ sinh công cộng nào để thay bộ quần áo này thôi. Đúng là thằng Tuấn nhà mình kìa. Chúc mừng em, sinh viên xuất sắc Lê Thanh Tuấn. Chắc hẳn để có được thành tích này, em đã có sự hỗ trợ tốt nhất của gia đình mình, đúng không? Em có một người ba rất nhân hậu, tốt bụng và yêu thương em vô điều kiện ạ. Ôi trời ơi, thằng nhỏ này. Khi nào người ta giới thiệu đến tên, mình bước lên sân khấu, chắc thằng nhỏ bất ngờ lắm đây. Ba em làm giám đốc của một xưởng gỗ ở quê ạ. Tuy cuộc sống khá giả, nhưng ba luôn răn dạy em phải là người xứng đáng cho xã hội. Ngày hôm nay, ba em rất bận nên không có tham dự được buổi lễ ạ. Giám đốc xưởng gỗ ư? Mình có lẽ mình phải về thôi. Là ba ư? Ba, sao ba lại lên đây? Sao không gọi trước cho con? Ba lo cho con nên mang ít rau và trứng lên cho con tẩm bổ. Ba định đi ngay đây. Ba, bộ này ba đã mặc mấy năm rồi. Ở đây là thành phố lớn, người ta ăn diện lắm. Ba về nhanh đi, không bạn con lại nhìn thấy. Tại ba đi vội quá nên không kịp chuẩn bị quần áo. Lần sau ba lên ăn mặc tươm tất chút đi ba. Con lỡ nói với mọi người ba là giám đốc xưởng gỗ rồi. Này cậu, cậu có biết không, ba cậu lên đây thăm con vì không muốn cậu mất thể diện nên đã mặc quần áo trái trên suốt đường đi đấy. Thầy biết ba em sao? Ông ấy tình nguyện hy sinh lòng tự trọng của bản thân để giữ mặt mũi cho em. Có mỗi bộ quần áo lành lặn, bao nhiêu năm trời đi thăm con cứ mặc nguyên bộ quần áo trái để đến khi xuất hiện trước mắt em với bề ngoài tươm tất. Vậy mà em đã không biết những điều cha mình đã làm cho em, còn mở miệng chê bai bộ đồ này không sành điệu, không thời thượng. Ba, có phải như thế không ba? Không sao đâu con, chỉ cần con đầy đủ, hạnh phúc là ba mừng lắm rồi. Con xin lỗi ba, con thật ích kỷ. Ôi thằng bé này, lớn rồi còn khóc nhẹ cái gì, bạn bè thấy lại cười cho. Tổ chim non. Lũ vô tích sự, suốt ngày ăn mới cãi nhau, nhức hết cái đầu à. Mẹ ơi, xem nè. Ôi, con đừng mang con gì về nữa nhé. Lũ mèo hoang, rồi chó vô chủ con nhặt về, ỉ tè bừa bãi khắp sân đây này. Xin không mẹ, hè này nhà cái Trâm đi du lịch nước ngoài một tháng, nên nhà con nuôi giùm. Con định mở vườn thú ở đây hả? Từ giờ mà còn mang con gì về nữa, thì liệu hồn với mẹ. Chán quá à. Mẹ mình đang bắt mình đem cho bớt lũ miêu cuốn ở nhà đi á. Chịu, mình không giúp được cậu rồi. Chị hai mình bị dị ứng lông thú. Lại trượt mất rồi. Sao cậu lại đi bắn chim, hãm hại động vật như thế? Việc gì đến nhà ngươi? Hè đầy băng thiện xạ chúng ta sẽ hạ hết lũ chim trên phố, phải không anh em?
Phải rồi. Các cậu thật là độc ác, tại sao phải hại lũ chim vô tội chứ? Thích thế đấy, đi thôi tụi bay, đi chuẩn bị thêm đạn to rồi quay lại. Sao các cậu nở? Băng tiện xạ đã thành công, đây là chiến lợi phẩm cho Linh Miêu nhà mình. Băng tiện xạ vô địch. Nè, quân ta ít hơn quân địch, đừng manh động. Chúng mình đến chậm quá, không cản được thắng cua, bắn hại lũ chim rồi. Cậu nghe thấy tiếng gì không? Hình như là... xinh quá, đáng yêu quá à. Sao nó kêu liên tục thế? Hay là chúng đói rồi? Có khi nào hai con chim bị thắng cua bắn hạ là bố mẹ của mấy con chim non này không? Phải rồi, chắc bố mẹ chúng đang mang mồi về cho con nên mới dễ dàng trúng đạn của thắng cua như vậy. Đáng thương quá, còn bé xíu mà đã mồ côi rồi. Trời ơi, chúng mình phải làm gì với lũ chim non này bây giờ? Không thể mang về nhà, mà chúng nó cũng chưa tự bay được. Nếu để thắng cua biết được, chắc chắn lũ chim sẽ lại bị tiêu diệt hết. Chúng mình phải... Tạm thời chắc chưa ai phát hiện ra lũ chim non được đâu. Chúng mình phải chăm sóc và bảo vệ lũ chim non cho đến khi chúng đủ lông đủ cánh bay xa. Tiếp tục truy lùng anh em. Sao hai đứa này bữa nay nhìn lấm lét vậy ta? Đang làm chuyện mờ ám hả? Chơi đâu kệ tụi tôi, mắc mớ chi tới ông, vô duyên. Tụi bay, lên cây xưa kiểm tra xem có gì mờ ám không. Tưởng giấu được ta chắc. Dừng lại, không được hại chim non. Ôi, người ta đang cưa cây kìa. Có lẽ là tỉa cành trước mùa bão. Họ có chặt cây xưa này không hả? Tất nhiên rồi, cây cả phố luôn ấy. Lũ chim còn chưa tự bay khỏi tổ được mà. Thế là tôi không được lấy ná bắn chim nữa hả? Cái đồ độc ác, chỉ biết lo trò nghịch của mình mà bắn chết chim. Tôi chỉ muốn bắn chơi luyện tay nghề của mình, chứ đâu muốn bắn chết chúng đâu. Thôi, việc bây giờ là chúng ta phải nghĩ cách bảo vệ tổ chim an toàn cho tới khi lũ chim non tự bay đi được kìa. Bảo vệ tổ chim. Ông chạy hết rồi. Hay quá. Bác tôi nuôi ông lấy mật, mấy chục tổ cũng có luôn. Còn 5 ngày nữa là lũ chim non có thể ra vàng rồi. Chắc tới lúc đấy người ta mới quay lại cắt cành cây. Nếu sớm hơn, chúng ta lại đành phải vào một tổ ong khác vậy. Chúng mình còn phải đi xin lỗi các chú ấy nữa. Chẳng qua vì cứu lũ chim non, chúng ta mới làm vậy thôi. Lũ chim non sẽ biết ơn ông lắm, mà chắc bố mẹ chúng cũng tha thứ cho ông luôn. Ông Quang và Quỷ Thần. Xưa kia, tại một ngôi làng cổ kính yên bình nọ, những người lớn tuổi trong làng thường kể cho con cháu nghe câu chuyện về loài quỷ ở bên kia ngọn núi. Từ thời xưa rất xưa, vùng đất này đã có loài quỷ sinh sống. Lũ quỷ rất xấu xa, tổ tiên của chúng ta đã nhiều lần giao tranh với chúng. Cuối cùng, hai bên đã lập ra một giao ước, chia đôi vùng đất này. Ngọn núi phía đông chính là ranh giới. Giao ước đó được giữ gìn cho tới ngày nay. Dù lũ quỷ chưa một lần bén mảng tới đây, nhưng chúng ta vẫn phải luôn cảnh giác. Đêm cuối đông mà vẫn còn lạnh quá. Đây chẳng phải là máu sao? Chuyện gì xảy ra vậy? Quỷ, đúng là quỷ rồi. Người nói rằng mình đã thấy quỷ sao? Chính mắt tôi đã nhìn thấy một con quỷ có cặp sừng dài, trên tay nó đang ôm theo một người đang chảy máu.
giao ước giữa chúng ta và loài quỷ bao nhiêu năm nay vẫn được giữ gìn, sao tự nhiên chúng lại vi phạm? Tin tức về loài quỷ phá bỏ giao ước khiến dân làng vô cùng hoảng sợ. Thưa ngài, hôm qua lại có thêm nhiều trẻ em mất tích, ở hiện trường còn lưu lại rất nhiều dấu chân to lớn ạ. Lũ quỷ thật là ngang ngược, không thể để bọn chúng tiếp tục làm hại người nữa. Truyền lệnh, lập tức tập hợp những người khỏe mạnh nhất để đánh đuổi quỷ ra khỏi mảnh đất này. Trưởng quan lập nên một đội quân tiến về bên kia ngọn núi, chuẩn bị giao chiến với lũ quỷ. Thưa quỷ vương, có người đang kéo quân đến đánh chúng ta ạ. Hả? Cái gì? Chúng dám? Lũ quỷ các ngươi vi phạm giao ước, hãm hại dân lành, hãy rời khỏi mảnh đất này ngay. Lũ người ngạo mạn dám đem quân đến xâm lược vùng đất của chúng ta, các ngươi mới phải cút khỏi đây. Trừng trị lũ quỷ gian ác, xông lên! Xông lên! Bầy quỷ nhỉnh hơn về sức mạnh, khiến đội quân của trưởng quan thương vong khá nhiều. Cuối cùng họ đã phải rút lui. Nghe tin bại trận, nhiều gia đình lo sợ lũ quỷ sẽ kéo đến nên đã lựa chọn ra đi. Ngôi làng ngày càng trở nên tiêu điều. Trưởng quan bèn hạ lệnh cho mời các thầy pháp tài giỏi nhất, nhưng không ai chiến thắng được lũ quỷ cho đến một ngày. Tôi là thầy pháp Jeffia, đến từ ngôi làng cách đây 5 ngọn núi. Nghe nói làng này đang có quỷ hoành hành nên xin được giúp một tay. Nhưng ngươi định làm bằng cách nào? Tôi sẽ lập một đàn phép để gọi quỷ chúa đến. Chỉ cần chặt được sừng của nó sẽ mất mạng. Quỷ chúa không còn thì lũ quỷ còn lại sẽ tự khắc bỏ đi. À là cà bồ, à là cà bì, triệu hồi quỷ chúa. Quỷ chúa hãy nạp mạng. Hoàng hô, thầy pháp thắng rồi. Hoàng hô, thầy pháp thắng rồi. Cảm ơn thầy pháp, nhưng liệu lũ quỷ có quay lại không? Nó đã bị tôi chém mất sừng, chẳng còn sống được bao lâu nữa đâu. Mọi người hãy an tâm, tôi đảm bảo từ giờ lũ quỷ sẽ không dám bén mảng đến đây nữa. Hoàng hô. Làng tôi xin tặng toàn bộ số vàng này cho thầy để bày tỏ lòng cảm ơn. Vậy thì tôi sẽ mang số vàng này để phân phát cho những người nghèo. Sau ngày đó, quả nhiên lũ quỷ không còn xuất hiện, nhưng mọi việc vẫn chưa kết thúc. Nè, ông quan, mau dậy đi. Quỷ, ông quỷ ư? Đúng, ta là quỷ chúa đây. Quỷ chúa, chẳng phải ngươi đã chết rồi sao? Làm sao ta có thể chết được? Ta đến để nói cho ông hiểu, đừng có việc gì cũng đổ thừa cho quỷ. Loài quỷ chúng ta không tệ như con người nghĩ đâu. Người hại người không ghê tay mà còn nói là không tệ. Từ khi lập giao ước, chúng ta không làm bất cứ việc gì tổn hại đến con người. Tất cả những việc đó đều do con người bày ra. Người không thắc mắc rằng những ngôi nhà bị tấn công đều neo người và chỉ toàn phụ nữ sao? Ông việc này các người quá u mê nên mới bị lũ trộm cướp lừa gạt. Muốn biết sự thật thì đêm mai hãy tới khu rừng phía đông sẽ rõ. Cuộc nói chuyện kỳ lạ với quỷ chúa đã khiến viên quan không khỏi suy nghĩ. Cuối cùng ông quyết định nghe theo lời quỷ. Lũ dân làng ngu ngốc đã mắc mưu của chúng ta. Chỉ một vệt máu gà và một bộ đồ lông lá là đủ để chúng đổ hết tội cho lũ quỷ. Chúng ta sẽ bán bọn trẻ này làm nô lệ, lại càng được nhiều tiền. Thì ra chính bọn cướp đê tiện này đã gây ra mọi chuyện, chứ không phải quỷ nào cả. Hãy xông vào bắt hết chúng đi. Quân lính xông vào tả xung hữu đột với toán cướp. Sau cùng toán cướp đã bại trận và bị bắt trói. Sau khi biết được sự thật, dân làng đã bảo nhau bày nhiều đồ ăn và rượu ra để làng cảm ơn loài quỷ đã cho biết sự thật. Từ đó, con người và loài quỷ sống thân thiện với nhau. Hãy like, comment
subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.